Bạn muốn soạn ngay nhưng tập hoài vẫn không được. Để Nguyên chỉ cho cách đơn giản và hiệu quả nhé. Ok, và công chuyện luôn nè. Bài đầu tiên, ngồi xổm một bên, các bạn hãy làm 5 lần mỗi bên. Bài này rất tốt giúp kéo giãn dây chằng của mình. Ok, bài số 2, bài ế đột, các bạn hãy giữ động tác này 30 đến 60 giây để kéo giãn cơ háng nhé. Ok, và cuối cùng là soạt một bên, các bạn hãy giữ 30 giây mỗi bên, nó sẽ kéo giãn vùng cơ háng và dây chằng cùng một lúc nhé. Nhớ bấm theo dõi kênh để xem thêm video hay nha.